Do you know someone who's colorblind? How did they become colorblind in the first place? So colorblind is hereditary, meaning that it is passed down from our parents. So I happen to know a family who have 11 boys. Some of those young gentlemen are colorblind, some are not. So let's talk about the genetics of colorblind. Now, colorblind is recessive. It comes from the X gene. So let's talk about the genetics, okay? So in order for a person to be female, a girl, we get one X from our mom and we get the other X from our dad. That makes us a girl. And for a newborn to be a boy, they get the Y chromosome from the dad and the X chromosome from the mom. In order for a person to be colorblind, that person X chromosome from the mom is affected. So that means the mom is a carrier for the colorblind condition. So this individual, this mom in particular, she passed on one X that's colorblind gene to her son. Her son gets the Y from the dad. However, because she has two X chromosomes, that means she has one X chromosome that's normal, the other X chromosome that's not, that is a carrier for colorblind. So her sons get 50-50 chance of becoming colorblind because the son only get one X. If the son get an X from the mom that is colorblind, he is colorblind. If he gets an X that is not colorblind, he is not colorblind. So because she has two chromosomes, so the sons get 50-50 chance of getting one chromosome that is normal and one is not normal in a sense that chromosome is colorblind. Okay, so that's why some of her son is colorblind and some are not, are normal colored. Now, let's say if she is colorblind, that means both of her X chromosomes are affected. So that means 100% of her son will, her sons, all her sons will be colorblind. But in this family, only 50% about is colorblind. The other 50% are normal. Okay, so that's how a person become colorblind. It is passed down from the mom in a recessive gene on the X chromosome. Okay, now let's say one of the son who has color is colorblind. So he carries the X chromosome with the colorblind gene and he passes it to his daughter. Then if his daughter get the other normal gene, she's also a carrier. But if she get another affected gene from her mom, then she will be 100% colorblind. So this is very complicated genetics. So we're gonna go over this in detail. Trong 11 anh em, tại sao chỉ có mấy anh em bị colorblind, là bị mù màu? Thì mình sẽ giải thích. Ok, colorblind á, là mù màu á, là nó nằm, nó là cái bằng dây chuyền xuống qua người mẹ phần nhiều. So, tại vì á, cái X chromosome á, là nó, cái colorblind nó nằm trên cái X chromosome. Tại mình có hai cái chromosome. Một á, là mình có được một cái gene đó của má mình, một cái là của ba mình. Nếu mình nhận được một cái X chromosome của má mình, một nhận được một cái X chromosome của ba mình á, mình là đàn bà.
nếu mình nhận được một cái X chromosome của má mình nhận được cái Y chromosome của ba mình á, mình là đàn ông. So cái X chromosome đó của người đàn bà đó nó có kỳ bằng nó carry cái colorblind gene nếu mà cái gia đình đó bị kỳ bằng mù màu. So trong cái gia đình này đó là có 11 anh em, thì có mấy người anh này bị mù màu thôi. Thì cái đó, đó nói cho mình nghe đó là người mẹ là một người carrier. Carrier means là cái người mẹ đó đó có một cái X chromosome nó normal, là nó không có bị colorblind. Rồi có một rồi cái bác đó, đó có một cái X chromosome là carrier for colorblind. So lúc mà mấy cháu trai sanh ra đó là nhận được, có thể nhận được một cái normal chromosome, là cái chromosome không có bị mù màu, hay là có thể nhận được cái X chromosome có mù màu. So một cái chromosome đó là nó có colorblind, một cái là không có, là 50% bị colorblind. Tại vì for một người to become một người đàn ông á thì phải nhận cái Y của người ba. So cái Y chromosome nó không có carry cái colorblind. So bởi vậy á, cái colorblind là chỉ có, so mấy cái anh bé trai đó đó là có 50% chỉ có người mẹ in this case đẩy xuống cho mấy anh em này thôi. So that's why cái trong 11 anh em đó đó có mấy người bị colorblind, mấy người không bị. So nó about nói về genetics, nói về đẩy cái truyền xuống á, dây truyền xuống á, thì in this case nó about 50% chance là mấy người anh em này, tại all male đó, đàn ông không á, thì bị colorblind. So 50% tại vì người mẹ có hai cái X chromosome, một cái là có colorblindness, một cái là không có. So there, lý do đó là trong gia đình này chỉ có 50% cỡ đó bị colorblind. Nhưng mà cũng có thể là 100% cháu, mấy cháu trai đó bị colorblind nếu mà cái đứa bé đó nhận only cái X chromosome của colorblind của người mẹ. Nhưng mà tại vì á, cái case này nó interesting là tại vì nó có nhiều kêu bằng nhiều đứa con để cho mình dòm. So bởi theo genetically mình dòm là mình biết là cái này là nó theo bà người mẹ, và người mẹ không có bị colorblind, là tại có mấy người trong anh em không có bị colorblind. Nếu mà người mẹ là colorblind, that means cái bác đó có hai cái X chromosome cũng bị colorblind luôn. So nó carry mỗi mấy đứa cháu trai, mấy đứa con trai trong gia đình đó là 100% là colorblind. Nhưng mà cái fact là có mấy người không có bị colorblind, đó là mình biết đó là cái gia đình này không có bị 100% colorblind, nó là người mẹ là carrier, so người mẹ không có bị colorblind. So cái đó là một cái interesting case nói về, tại vì mỗi người ngồi nói anh ngồi chung ăn nói chuyện, cái đó là một cái very interesting, rất là rất là vui case nói về ai bị colorblind. So chia sẻ một cái chuyện này là tại vì mình thấy là nó là associate với là về mắt, nhưng mà nó cũng mỗi cuộc đời đó, mình theo cái nghề đó, nếu mà mình bị colorblind á, mình cũng có nhiều cái nghề mình không làm được, giống như là pilot hay là kêu bằng mình sửa điện này nọ. So it's important thì cũng đi khám mắt và check cái colorblindness and see if một người nào có bị, tại colorblind nó thiệt là nó là một cái severity, nó có nặng có nhẹ. So mình cũng nên test để mình biết, để mình lựa đường về nghề cho một cái tương lai sau này. Rồi cảm ơn rất nhiều theo cái video mình. Yeah, thanks.